màu trắng hôm bữa đó rồi để cho mấy cụ xác định trái rồi. Dạ rồi mình vào đây ngồi một chút. Mà tặng giống giống vậy đó. Dạ. Bữa 16 vậy chứ là bữa 17. 16 không? Mới xu 17 mà. Khi mà vẽ này là mình vẽ là theo lý. Em nói anh là xe gắn cẩu là một cái thằng chùa khác nè, xe bồn là mấy cái bản vẽ đó rất là mắc. Xe cẩu với xe bồn là tới 25 triệu. Nó có những tầng cái khung mà tiêu dùng nó các bạn giới khác nhau. Anh vừa em rồi, thế đúng đây khác nè. Dạ đúng rồi. Thái cái giá nó có bao gồm hơn. Xe của lại khung mà dùng. Thế đúng đây. Quyết định mua bao nhiêu, chiều dày bao nhiêu, lại tốn gì loại gì. Anh ở đây là anh cũng là tính. Thì quyết định xe này là xe đặc trùng. Anh còn gọi là đặc trùng là vì không có cái nào được. Đúng là anh nhưng mà ở mình á, cái chân mình không có. Nhưng mà cái đạo mình á, mấy cái chỗ khác nó có rồi. Con đọc sơ sơ rồi con đi cấp đi đọc em mã nó nói chung anh nãy giờ em nghe anh nói là chặt chẽ không anh làm nghề mình chặt chẽ tốt nhập thì tốt không anh thì anh làm gì rất là tốt chặt lắm hả nhưng mà anh hỏi mấy cái lý chặt là em có đèn chậm lại cái chiếc xe không có đèn cái chậm lại chiếc xe có đèn không không được đâu như thế là 2 tấn 4 90 10 ký nữa là 2 tấn rưỡi. Khi mà sau này mình là đó là ga hò thùng kính á mình ra mình đầu tiên là cứ rồi. Không bây giờ mình hạ liền luôn không được không? Khi nào làm tháng cải mới hạ. Rồi. Ở dưới quê á, nó tấn nó nhỏ quá, là mình vô cầu dễ. Nhưng mà giờ đi vô tỉnh rồi mà chúng câu đó qua đây được được. Câu nó chỉ còn tỉnh nắm tỉnh anh hạ tài xuống đây, anh hạ tài tài xe thôi. Tắm cho. Quý phí. Rồi lấy xanh có rồi. Có rồi. Nhìn còn lại cái một lần nữa mấy. Chi phí thì cái chưa coi. Em ngồi cái cố thiệt là được cái dạ hả? Cái nhạy tên dạ dạ rồi cái giấy tên chỉ đăng qua rất tơ đỏ dạ dạ mà chút nữa không có. Cũng đẹp chứ không? Đúng rồi. Bảy năm tám năm chạy qua con.